Sách tháng Đức Bà ngày 12 Đức Mẹ làm gương Đức yêu người, Đức mến Chúa và yêu người phán sinh bởi một nguồn gốc. Hai nhân đức ấy như hai chị em ruột luôn luôn đi liền nhau. Vì thế, ai có lòng mến Chúa thì cũng có đức yêu người. Các thánh xưa nay vì lòng mến Chúa đã từ bỏ cha mẹ, quê quán, của cải thú vui thế gian đến nơi xa lạ để cứu linh hồn người ta. Các đấng ấy có lòng mến Chúa thì cũng có lòng yêu người. Phương chi Đức Mẹ kính mến Chúa hơn mọi thần thánh, vì nhân loại thì biết Đức Mẹ yêu người ta dương nào. Cứ bản tính tự nhiên, Thiên Chúa phu cho người mẹ lòng yêu con rất bao la. Dù là đứa con rất ngộ nghịch, Đức Mẹ là mẹ chúng ta, người đã nhận chúng ta là con, thì Đức Mẹ không thương yêu chúng ta sao được? Nếu người không thương yêu ta thật, thì khi đứng dưới chân thánh giá, người đã chẳng nhận chúng ta làm con. Và sau khi về trời, người chẳng có bầu cử cho ta trước mặt Chúa sao? Ở thế gian mà Đức Mẹ đã thương yêu loài người chúng ta dường ấy, phương chi bây giờ người đang hưởng hạnh phúc vì có quyền cao chức trọng trên trời, lẽ nào chẳng thương giúp đỡ chúng ta hơn? Theo gương Đức Mẹ, ta hãy thương yêu người đồng loại như chính mình ta. Ta hãy yêu người ta vì Thiên Chúa. Ta hãy thương yêu người, những kẻ túng nghèo, đau khổ, bệnh tật. Hãy thương yêu người thù địch của ta, vì mọi người đều là con Thiên Chúa. Ta hãy thương yêu thật trong lòng, trong việc làm, trong lời cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, Mẹ thương yêu chúng con qua bội. Vì thương yêu, Mẹ đã hiến con rất yêu quý. Mẹ chịu chết để cứu chuộc chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con hiểu giá trị của đức yêu người, để chúng con noi gương Mẹ mà thương yêu mọi người vì lòng kính mến Chúa. Thánh tích truyền này do Thánh Ligosio kể. Phúc một cô gái xinh đẹp nết na đạo hành, xin vào dòng tu chỉ làm gương tốt cho chị em, nhất là lòng mến Đức Mẹ. Mẹ bề trên thấy chị là người đạo đức hơn ai thì trao công việc giữ nhà thờ cho chị. Chị phúc ngày thêm nhân đức và lòng mến Chúa yêu người. Bây giờ có một thanh niên sang trọng, hãy vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Chàng thấy chị phúc xinh đẹp nết na thì đem lòng luyến ai. Từ đó chàng dùng dịp đọc kinh để được xem thấy chị phúc.
lại có tim để gần gũi trò chuyện với chị nữ. Ban đầu chị Phúc thấy chàng thanh niên đó nhìn ngắm mình thì lấy làm khó chịu và khinh ghét lắm, nhưng dần dần xíu lòng và liều mình trò chuyện cùng chàng nọ. Chẳng bao lâu hai bên yêu nhau, quyết đem nhau đi nơi khác. Khi chị Phúc sắp trốn nhà dòng thì đem chìa khóa nhà thờ để dưới tượng chân Đức Mẹ, rồi quỳ gối than thở rằng: lạy Mẹ nhân lành, xin Mẹ thương tha thứ sự bội bạc của đứa con tội lỗi này. Con không đang làm con Mẹ nữa. Đấy, con trao trả chìa khóa, áo nhà dòng và mọi việc làm cho Mẹ. Rồi chị mở cổng ra đi theo tiếng gọi của dục tình. Những khôn nạn thấy hoan lạc thế gian thật máu tan như mây khói. Cặp uyên ương ấy đưa nhau đi ở một phương xa, tận hưởng vui sướng xác thịt được 15 năm thì lại chán ghét nhau. Một hôm Phúc ra chợ gặp bà múa ban cho nhà dòng xứ. Phúc biết bà ta mà bà ta không nhận ra Phúc. Phúc liền hỏi: thưa bà có biết chị Phúc không? Có, bà kia đáp: tôi quen biết chị ấy đã lâu. Chị ấy là người đạo đức nhất nhà dòng. Hiện nay chị đang giữ việc coi nhà thờ, mở cửa cho người ta vào cầu nguyện. Phúc nghe nói rất bỡ ngỡ, định tâm trở về nhà dòng xem thực hư thế nào. Lúc đến nhà dòng, cô Phúc nói với người gác cổng: bác làm ơn cho tôi gặp chị Phúc, chờ một lát. Người gác cổng trở ra với Phúc rằng: cô Phúc sắp ra đây, rồi ý trở vào. Bây giờ Phúc trông lên, thấy Đức Mẹ ăn vận như tượng Đức Mẹ trong nhà thờ lúc chị trao chìa khóa áo nhà dòng 15 năm trước. Thấy thế, chị sợ hãi bối rối quá, nhưng Đức Mẹ bảo rằng: Phúc con ơi, đã 15 năm nay con bỏ nhà dòng, Mẹ đã phải trả hình làm mọi việc thay cho con, để giữ tiếng tốt cho con. Và bây giờ con hãy lấy chìa khóa nhà dòng này và lại tiếp tục công việc xưa. Con hãy ở lại trong nhà dòng mà ăn năn sửa mình lại. Chúa sẵn lòng tha thứ cho con. Con hãy ăn lòng, tôi con chưa ai biết cả. Nói đoạn Đức Mẹ biến đi. Chị Phúc thấy Đức Mẹ thương mình dường ấy thì vui mừng nước mắt gian rùa và quyết tâm vâng lời Đức Mẹ trở vào dòng. Và từ đấy hằng ăn năn đền tội mình cho đến chết. Lúc hấp hối, chỉ tỏ mọi sự trước sau, để thiên hạ muốn đời cá tung lòng nhân lành Đức Mẹ đối với loài người.